Tiếp tục với các thông tin cảnh báo trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây thì nhiều diện tích bắp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bị sâu keo mùa thu tấn công gây hại đồng loạt. Đã có những ruộng bắp bị sâu ăn trơ trụi lá, năng suất vụ bắp năm nay của tỉnh có nguy cơ là bị sụt giảm đáng kể vì loại sâu hại mới xuất hiện này sâu keo mùa thu. Gia đình ông Lâu có 5.000 m2 đất trồng bắp giống thì đến nay 60% diện tích đã bị sâu keo mùa thu cắn nát. Chưa có năm nào như năm rồi đến năm nay. Năm rồi thì cũng là sâu keo này, nhưng mà còn trị được. Năm nay sợ sâu keo này từ cái ngày trồng, bắt đầu là bơm 5 lần rồi. Nhưng mà bơm thời gian là nó chết rồi, nó sanh rất nhanh. Tôi trồng bắp năm nay là coi như 30 năm rồi, nhưng mà chưa có lần nào mà bị sâu keo như năm nay. Sâu keo rất khó trị. Nếu mà mình la là coi như cách 5 ngày là coi như không thể nào cứu chẳng được, mà phải 3 ngày xịt, 3 ngày xịt. Theo ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, dịch sâu keo mùa thu bắt đầu xuất hiện trở lại từ tháng 6, hiện đã gây hại 30 hectare trồng bắp của bà con các địa phương, huyện Châu Đức, huyện Xuyên Mộc và thị xã Phú Mỹ, và vẫn đang tiếp tục lan rộng. Cái con sâu keo mùa thu này là nó gây hại rất là đa thực. Thì do đối tượng nó ăn tạp như vậy, cho nên mức độ nó lây lan rất là nhanh. Mật số khoảng 2-4 con trên 1 mét vuông. Thì chúng ta phải tiến hành phòng trừ ngay. Thì chúng ta có thể sử dụng biện pháp bằng sinh học, dùng một số loại nấm xanh, nấm trắng để phòng trừ khi mà sâu tuổi nhỏ. Hiện chính quyền các địa phương đã hướng dẫn nông dân phun xịt các loại thuốc trừ sâu. Tuy nhiên do chưa có thuốc đặc trị sâu nên hiệu quả không cao. Ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khuyến cáo nông dân nên chọn các giống bắp có khả năng kháng sâu bệnh cao, đồng thời thường xuyên thăm đồng để phát hiện xử lý kịp thời, không để sâu bệnh lây lan. Với 10.000 cây dưa được trồng trong nhà kính rộng 5.000 m2, trên mỗi dây, ông Sinh chỉ để duy nhất một quả dưa như thế này. Do vậy, dù trồng với mật độ dày gấp 10 lần thông thường, nhưng cây dưa vẫn phát triển tốt với trọng lượng trung bình 2kg một quả. Khi trồng trong nhà kính, cây dưa có thể tránh được gần như 100% sâu hại, phòng tránh 80% nguồn bệnh hại, hạn chế tối đa sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời giảm được 70% nhân công, tạo ra sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm. Chúng tôi xây dựng nhà màng kính này để sản xuất cây dưa. Thì cái cây dưa là sẽ đảm bảo được các cái yếu tố sâu bệnh, không phải sử dụng đến thuốc trừ sâu. Cho nên là sản phẩm làm ra là cực sạch luôn. Thế và cái chất lượng dinh dưỡng trong hoa quả thì được chăm sóc đặc biệt qua các cái máy trộn phân của Israel. Phân bón được pha tự động trong các bể chứa với tỷ lệ nhất định để đảm bảo đủ các thành phần dinh dưỡng tưới cho cây qua hệ thống thủy canh. Với hơn 2 hectare diện tích trồng dưa trong 4 nhà màng, mỗi vụ ông Sinh thu hoạch gần 100 tấn dưa. Toàn bộ sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc. Hiện nay hàng của chúng tôi thì ký hợp đồng cố định bán cho hệ thống Bixi và các cửa hàng thực phẩm sạch của một số tỉnh lân cận. Thì nói chung là nguồn hàng cứ làm ra đâu với cái diện tích của chúng tôi này thì là bán vừa đẹp đến đấy. Mô hình canh tác dưa kim hoàng hậu trong nhà kính áp dụng công nghệ cao của Israel của ông Sinh không chỉ cho sản phẩm an toàn, mang lại giá trị kinh tế lớn mà còn mở ra hướng đi mới cho nông dân huyện Lạc Thủy, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để tăng giá trị kinh tế và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Trên địa bàn huyện Lạc Thủy thì công ty Hòa Bình Gáp là một cái công ty đầu tiên tiên phong gương mẫu đi đầu qua thế đưa công nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp, có cái mẫu mã rất là đẹp. Thế và đặc biệt thì coi thế là sản phẩm đạt tiêu chuẩn hữu cơ, coi thế là người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm này. Hiện với giá bán mỗi kg dưa kim hoàng hậu từ 40 đến 45.000 đồng, dự kiến một vụ ông Sinh đạt doanh thu khoảng 2 tỷ đồng.